Tôi cầu nguyện cho bà con, bà con nào thấy được Phật và là vui vẻ, mạnh khỏe, vượt qua mọi kiếp nạn, không có bị kiếp nạn gì cả. Điều lành đem tới, điều dữ thống đi, điều lành đem tới, điều dữ thống đi. Phật bà, cầu nguyện cho Phật bà phù hộ cho mọi người Phật tử của Phật bà và